đọc sách gì vậy? Mệt quá đi. Tôi ở trọ thôi mà làm như là tôi là ở đợ hay là quản gia không bằng. Giờ tự nhiên cái ngồi phải sắp xếp. Ủa, bực mình cái ông này. Đi du lịch mà không biết chán sao ta. Thiệt tình luôn. Còn có thằng Thành nữa. Biểu đi gom sách cũ về mà giờ này cũng chưa thấy về. Ông ơi, ông! Ông ơi! Vậy? Ông! Vậy? Ông đang làm cái gì vậy? Bộ không thấy hả? Nói! Tôi đang sắp sách nè. Ủa? Ông sắp sách để chi vậy ông? Sắp sách để cho nó gọn, hiểu chưa? Ủa sao ông không xếp ngang mà ông xếp chéo với lại? Sao ông không xếp cái to trước mà cái nhỏ trước? Tôi muốn sắp vậy tôi sắp. Tôi đang bực mình. Mấy người là gì vậy? Mấy người tên là Nguyễn Văn Hỏi hả? Hay là mấy người tên là Bành Thị Tra Chấn hả? Không có gì mà tôi lo, tôi sắp sách, tôi bực mình, tôi lỡ lời chút xíu à. Làm gì la dữ vậy? Bây giờ muốn gì? Muốn con ly trà sữa thiệt là bộ. Thì có nhiều đứa thôi, làm gì đâu la. Coi 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 coi. Ông đã cho mình uống trà sữa miễn phí rồi, mình phải giúp ông một cái gì đó. Hey hey, Khang à em. Ê, trốn mẹ ra ngoài này đọc sách đúng không? Không. Không như em nào? Em phụ ông xếp sách lên kệ. Ông nói là ai mà phụ ông xếp sách lên kệ là ông sẽ thưởng cho một ly trà sữa khủng lồ luôn. Trời ơi. Thiệt không? Thiệt không? Nó khủng lồ luôn á. Thiệt không vậy? Thiệt không vậy Khang? Thiệt. Kiểu này là chắc tôi với ông phải phụ ông Đức xếp sách đó. Chứ không á là không những tặng một ly mà khi 2, 3, 4 ly luôn đó. Ừ được á. Ê, chỉ tụi anh làm với. Ừ làm sao? Trời ơi, mình chia sẻ đúng không? Mình phải chia sẻ ba. Làm sao làm sao Khang? Nè, lấy 2 sách, để lên đây. Rồi mình lấy 4 sách cho mình nè. Mình sẽ làm nhiệt tình lên rồi mình sẽ được nhiều ly trà sữa khổng lồ. Đây đây, trà sữa của con đây. Đây nè mấy đứa. Trời đất ơi, tụi bay làm gì vậy? Hả? Mấy đứa làm cái gì kỳ cục vậy? Anh Đức, tụi con sắp xếp xong rồi đó ông. Ông cho con với Winner 2 ly trà sữa khổng lồ đi. Ta-da. Ai nói là tụi con làm mấy cái này tụi con sẽ được trà sữa? Dạ thì thằng Khang. Ông nói vậy hồi nào? Tại sao con dám nói như vậy hả? Con còn nhỏ mà con dựng chuyện, con nói gì là nói dối vậy đó hả? Con sai rồi có biết không? Còn mấy đứa tụi con nữa, làm gì vậy? Mà ông thấy tụi con xếp sách đẹp không? Sếp như vậy là người ta nhìn vô người ta mới nói là đây là quán cà phê sách. Chứ mà ông sếp gọn gàng quá thì người ta không tin đâu. Hay quá ha. Nói cho nghe nha. Nghe chưa? Nhiệt tình quá mà cộng ngu dốt là phá hoại, hiểu chưa? Trời đất ơi, rồi còn cái thằng kia nữa. Kêu đi gom sách cũ mà tới bây giờ vẫn chưa về. Tôi bây giờ tôi không biết tôi là ai luôn đó. Sắp xếp trở lại đàng hoàng. Dạ, tụi con xin lỗi, để tụi con sắp xếp lại không? Làm lại đàng hoàng tử tế, sắp bên này nữa nè. Còn cái ông kia bỏ sách xuống. Uống hết cái ly sữa này, để cho mấy anh mấy chị làm. Anh chị, ổng đi rồi. Đi đâu? Hay là mình đọc chuyện đi, chứ ổng đi rồi. Ừ, được á. Chị Đào, chuyện ngôn tình hay lắm hả chị? Chị cho em đọc chung quá được không? Cô đích con ơi, biết gì mà đọc, trời lớn rồi đọc. Anh Winner ơi, chị Đào không cho em đọc chung, anh Winner. Thôi, em con trai đọc ngôn tình làm gì? Thôi, qua đây, đọc với anh cái chuyện kiếm hiệp này là xuất sắc. Đọc quá được không? Trời ơi, ông biết đọc chưa mà đòi đọc với tôi không? Nè, bây giờ mà em kêu em biết đọc ấy, thì em đọc cho anh dòng này coi. Hiệp sĩ bay xuống tung một chưởng. Ừ.
Kìa 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 kìa, cô gái chàng trai, ngừng đọc chút xíu uống nước nè, nhanh lên. Khô cả họng rồi. À mà bà ngồi đây rồi, cái Khang đâu? Khang đâu? Khang ơi, em sẽ giúp anh đây. Ta sẽ triệt bỏ trường dây này. Trời ơi, em bị cái gì vậy Khang? Trời ơi trời ơi, nó bị cái gì vậy? Chết rồi, hình như thằng bé này nó bị nhiễm cái nhiễm vật kiếm hiệp. Trong cái bộ truyện kiếm hiệp tôi vừa cho nó đọc rồi. Cái gì? Ý là nó bị nhiễm cái nhân vật anh hùng, nghệ thuật sĩ ấy. Trong cái bộ truyện tôi vừa đưa nó xem. Là sao? Con ma nữ kia, hãy đứng lại. Cái gì? Cái gì? Đứng lại. Trời. Chết rồi. Thôi chết tơi rồi. Thằng bé nó nhiễm thật rồi. Trời ơi. Ôi trời ơi, đứa nào rót cho ông ly nước trà của con? Dạ. Su Huynh à, Su Huynh mới về đó hả? Chứ Huynh à, ở đây chỉ có một mình ta và Huynh. Ta không gọi Huynh thì ta gọi ai bây giờ? Huynh có mệt lắm không? Ta mời Huynh uống nước. Huynh uống đi Huynh. Huynh làm cái gì vậy? Nếu mà Huynh không uống, ta chửi người chết. Cái gì vậy em? Cốc chủ ơi, cốc chủ. Cốc chủ để cho tại hạ được yên. Winner đào đào. Cái này đâu vậy? Bị sao vậy? Chết sao rồi, vậy? Nó nhiễm cái kiếm hiệp á. Thôi Khang. Thôi đi về. Nói kêu không? Các ngươi làm gì vậy? Ta sẽ gọi đàn em của ta tới đó. Rồi thôi, đàn em nữa. Cái đó người ta kêu đệ tử ba ơi. Mà kiểu này là nhiễm lắm luôn rồi đó, đưa nó về đi. Thôi, đi về. Đi về nào. Thôi. Ta chọn cái ngươi á. Đi về. Điều này là bị nhiễm nặng lắm luôn rồi nè. Winner, ông bị sao vậy? Winner, sao vậy? Thôi bà đừng có hỏi nữa, tôi buồn lắm rồi. Hay, sao quên sư tỷ ơi, hôm nay có chuyện gì cho em đọc không? Thằng bé này, sao giờ này còn ở đây nữa? Về nhà đi. Em có biết là vì cái việc em đọc sách ấy, mà anh bị mẹ la cho một trận không? Hả? Dạ. Dạ rồi, thôi mà. Dạ chị con nít mà. Dạ rồi. Dạ rồi, em chào chị. Dạ. Quýnh đó. Gì mày? À, trời. Đâu? Trời, con đau chứ. Đau chứ hả? Mày gì rồi? Cái gì hả? Trời, nó có cái gì nói con nhanh lên, cứ đánh con từ đây. Phải đánh. Con rồi, chơi tiếp đi. Sao mà bây giờ người ta gọi điện thoại mắng vô mẹ kìa. Người ta mắng vô mẹ. Ai mắng bố mẹ? Mẹ thằng Khang gọi điện mắng vô mẹ kìa. Con cho nó đọc cái gì mà bây giờ về nhà nó nhiễm mấy cái gì tào lao. Rồi mẹ nó gọi điện mắng vô mẹ kìa. Nó đọc ba cái chuyện mà kiếm hiệp các thứ thì làm sao mà con kiểm soát được mà tự nhiên về mắng con. Nhưng quan trọng cái chuyện kiếm hiệp đó ở đâu ra? Thì nó đọc ở trong quán của chú Vượng, làm sao con biết được? Con làm sao mà cản được, đúng không? Nhưng mà con đi chơi chung với nó. Bây giờ mẹ nó nói là lúc trước á, chưa đi chơi chung với con thì không vấn đề gì hết. Từ khi đi chơi chung với con bây giờ là về kiếm hiệp rồi. Chưởng là trời. Sao hả? Tại sao con thấy em đọc mà con không cản em? Trời, làm sao mà con cản được? Em đâu có cố ý đâu, em chỉ giỡn cho vui thôi mà. Vui không? Mẹ còn giỡn nó vui nữa. Vui cái đầu em ấy. Thôi đừng có cãi nhau nữa. Ông Đức mà nghe thấy là chửi cả đám đó. Cái gì đó. Trời ơi, tôi đang ở trong quầy mà tôi nghe ngoài này cãi nhau gì vậy? Ông ơi, chuyện là hôm trước bọn con đọc sách nè, xong thằng bé này cũng đòi đi theo. Cuối cùng bây giờ nó bị nhiễm quá, bọn con chả biết làm thế nào hết đó. Ồ, không biết làm thế nào hả? Mời ngồi. Ông sẽ có một cái giải thưởng lớn, nghe rõ không? Yeah. Nhưng với một điều kiện, ba anh em tụi con, nghe chưa? Phải đọc trong vòng 5 phút. Trong vòng 5 phút đọc 5 ngàn giấy. Khi hết giờ,
Hết 5 phút ông sẽ thông báo thì tụi con phải tóm tắt lại nội dung từ nãy giờ tụi con đã đọc cho ông nghe. Hiểu không? Thiệt phải không? Thiệt. Như vậy thì mới có giải thưởng chứ. Yeah. Ok chưa? Bắt đầu. Hết giờ. Đóng sách lại. Ngồi thẳng lưng lên nghiêm chỉnh. Bây giờ hãy trả lời cho tôi biết những gì hồi nãy giờ các bạn đã đọc trong vòng 5 phút. Người đầu tiên, Winner. Dạ, câu chuyện của con là về bạn Mít Đặc. Mít Đặc có một người em gái rất hay là mè nheo khóc nhè này. Nhưng mà không vì lý do đấy mà Mít Đặc lại ghét em gái của mình. Mà lại cực kỳ thương yêu em gái của mình luôn. Thứ hai, Đào Đào. Dạ, chuyện của con thì có tiêu đề về một nhà giả kim. Nói chung là cái chuyện này nó về một cái anh chăn cừu nhưng mà rất là thích đi đây đi đó. Nói chung là con thấy thú vị lắm không? Giỏi. Cuối cùng là ai? Nói nghe coi. Dạ. Nói. Dạ thưa ông, con một cái câu chuyện này hay lắm. Một câu chuyện về quả trứng, nhưng mà quả trứng nó thích chạy lon ton, nhưng mà gặp ai nó cũng thư dạ và chào hỏi. Ôi giỏi quá, giỏi luôn. Bây giờ như vậy, ông thấy đó ha, là cả ba anh em con đứa nào cũng giỏi hết, không có đứa nào hơn đứa nào và cũng không có đứa nào kém hơn đứa nào. Bởi vì vậy cho nên phần thưởng này sẽ chia đều ra cho ba đứa. Wow. Hey. Thứ nhất, 1, 2, 3. Con xin. Đây là cái thẻ. Tụi con hãy tới tiệm sách, tụi con sẽ được mua sách đọc, nhưng mua giảm giá. Wow. Yeah. 5, 5, 5. Thôi, buồn cái gì? Cái sữa đi nè. Tự nhiên cái ngồi này buồn gì vậy? Mà hình như tôi xem, bị em gái chơi hết lần này đến lần nọ, xong rồi lại còn người mình thích, không thèm nhìn mặt mình nữa. Và tính sao? Thì tôi sẽ không đi chơi, xong rồi vô quán trà sữa ngồi cầm ràm, ngồi than ngồi thở với đường gái. Bà đang chọc quê tôi hả? Đâu chọc quê gì đâu. Nhưng mà ông thử nghĩ đi, không quen được đứa này thì quen đứa khác. Trên đời này thiếu gì con gái tốt đúng không? Chẳng hạn như tôi, một trong những người tiêu biểu đúng không? Gì? Nói lại nghe coi. Chẳng hạn như tôi, một trong những người tiêu biểu. Thôi, tôi xin bà. Bà mà là con gái mà lại còn tốt ấy, thì con gái trên đời này chết hết rồi ha. Cái gì? Ông khinh thường tôi. Trời ơi, con gái gì mà như con trai ấy. Con gái người ta phải là nết na, dịu dàng, tự tin, khoe cá tính. Chứ ai như bà. Trời ơi, hai thằng đàn ông đi với nhau quá. Cái gì? Ok, bây giờ tôi sẽ chỉ cho ông một cái bí quyết làm đẹp này. Là một cái là quyến rũ liền. Đây là dòng son của Nhật Bản. Son một cái là mềm mượt, môi lắm luôn á. Cái dòng son Yurika này ha, mà ông đem tặng cho bạn gái, thể nào cũng tạo được ấn tượng tốt. Thiệt không? Thiệt. Trời ơi, là hôm nay bà dùng cái màu son này đánh cho bà á hả? Nhìn những gái. Trời ơi, công nhận là cũng tươi tắn hơn một ngày. Mà vẫn còn đàn ông lắm. Nhưng mà nói chung á, nếu như mà muốn là có bí quyết làm đẹp thì cứ lên trang lotshopping.com.vn là ông có thể sở hữu một cái son hoàn toàn uy tín chất lượng đến từ Nhật Bản luôn. Ồ, hay. Ông son. Đây, lại đây. Ấy. Không nha, không nha. Không nha. Không nha. Đi đâu giờ này chưa về nấu cơm làm chị Vy gọi nè. Trời ơi, thì ra là ở đây uống trà sữa với chai. Gì vậy Phương? Chị Vy ở nhà lo cơm nước rồi mà. Ồ. À, nhưng mà tôi là Winner không phải là gì đâu nha, chỉ là bạn thân thôi. Đúng. Bạn thân hả? Bạn thân mà bá vai kề cổ tô son môi cho nhau nữa. Đúng là ngu mới tin. Trời ơi, bà không tin thì thôi.
bọn tôi không làm gì sai á, bọn tôi không sợ. Ừ, đúng là bây giờ chưa làm gì, nhưng mà mốt quá hả là có chuyện động trời á. Ê này này bà Phương, bà đang hơi quá đáng rồi nha. Hôm nay tôi có chuyện buồn, tôi không muốn đôi co với bà. Đi về thi. Ờ, coi kìa, coi kìa, coi kìa. Vừa đụng chuyện cái là nắm tay nhau, dắt tay nhau đi liền. Rồi, bộ nhộm sao bỏ tay vậy? Ghê thiệt quá chứ. Bà... Ai cái qua bên này, qua bên này, qua bên này, qua bên này. Từ từ. Ừ, đó đó, đúng rồi. Em này về thi. Chắc là lát hồi xong trận này mình làm thêm ván liên minh nữa đi. Trời. Ông có thấy tôi hay không? Tôi nói là về nhà chơi là thoải mái hơn là chắc chắn rồi. Chứ ở quán chú Vượng á, lỡ mà gặp hai con lăng quăng kia khó chịu lắm. Chứ là ông thấy chơi game, ông thấy giải tỏa nó buồn không? Đúng là bà hiểu tôi nhất rồi. Trời ơi, tôi ông mà bạn mà. Đấy, này. Bình tĩnh. Chết tinh ơi, bình tĩnh gì nữa. Trời ơi. Đây, hai đứa làm gì đó? Chơi game. Ai không biết chơi game? Chơi game mà cầm cổ vậy hả? Bỏ cái tay ra. Trời ơi con. Trời đăng lên chú. Con trai với con gái hai đứa là phải có khoảng cách, hiểu không? Ngồi xa nhau ra. Tụi con không có gì đâu chú đừng có hiểu lầm tụi con. Ai biết bây giờ chưa có, sắp tới mới có. Cơm đây, cơm đây, cả nhà mình chuẩn bị ăn cơm nha. Làm gì trong đó vậy? Nấu cơm. Nấu cơm cái gì? Phải quan sát. Tụi nó làm sao? Nãy giờ nghe hai đứa nói chơi game cái lộ ôm sùm mà, quan sát gì? Nó mới cặp cổ nhau kìa, không thấy hả? Anh lao quá. Việt Thi, con xíu ở lại ăn cơm luôn nha. Hôm nay cô nấu rất là nhiều món ngon á, mà Candy với Phương học ở trường rồi. Nha, ăn nhanh nha. Dạ. Người nhà không ạ? Trời mẹ ơi, mẹ không có tinh tế gì hết á. Việt Thi là nó chỉ muốn ăn hành nhưng mà nó ăn ba cơm thì không có cú đầu không trời. Ê, bỏ tay ra, mới nói. Làm gì vậy? Hả? Làm gì vậy? Đi qua bên đây ngồi. Con á. Chứ ngại. Qua đây. Đúng rồi. Trời ơi, gì vậy? Anh phải ngồi đây mới được. Đây đây đây, đây. Wow. Món ruột của Việt Thi nha. Trời mẹ, món ruột Việt Thi rồi, món của con đâu? Đây, trời ơi con ớt. Ủa, sao tự nhiên anh qua đây ngồi? Ủa, ngồi như sinh nhật em vậy nè. Happy birthday. Anh thích ngồi đây. Anh phải ngồi đây để ngăn cản những cái mối hiểm họa trong nhà này. Hiểm họa gì? Đừng hỏi nhiều, ăn cơm. Anh kỳ quá à. Em nói lại lần nữa nè, Việt Thi Winner hai đứa là bạn thân. Hồi xưa em cũng nghi nghi ngờ ngờ nhanh đó, nhưng mà cuối cùng đâu có gì, đúng không hai đứa? Dạ. Yeah. Trời ơi. Anh, bấy cơm cho mẹ nè. Cả nhà ăn cơm. Bấy cơm cho tôi với ông. Từ từ từ. Thôi. Để anh. Nè con. Dạ, cảm ơn chú. Mời mẹ. Cảm ơn con trai. Ăn cơm đi, có gì đâu cười. Anh mới kỳ. Gì kỳ? Ăn đi, có gì đâu căng. Mà chú. Ông mới cho tôi nè. Khỏi ăn cơm luôn đi. Rồi, cái này của con. Đây, tào lao quá. Trời, tôi nói mà tôi tức chết luôn á. Sao vậy? Con chào chú Nguyên. Con. Đây là nhà của chú. Ghế này cũng là ghế nhà chú. Cho nên ngồi nhẹ nhẹ thôi. Thôi cái ghế của chú. Trời ơi, có cái chuyện gì mà bà cứ phải sồn sồn lên nhở? Sao mà ông sồn vô được? Ông nghĩ coi, tại vì tôi đi với ông hoài đó, thì bây giờ ai cũng hiểu lầm tôi với ông á. Mà sao không giải thích cho mọi người? Thì tôi phải đi với bà này, xong nắm tay bà, xong la lên là bà là bạn gái của tôi, để cho mọi người đỡ chọc á. Không sao á. Thôi được rồi, để mấy mai tôi bao trà sữa bà được chưa? Bù lại được không? Ông tưởng tôi thèm trà sữa của ông đó mà. Liệu mà ngày mai đi giải thích cho mọi người đi. Không thôi thì ân đoạn nghĩa tuyệt. Ok ok, chia tay thì chia tay. Nhưng mà tôi nói là tôi muốn tốt cho bà thôi. Bây giờ lại còn dở ra cái giọng đấy nữa. Con gái đúng là chúa rắc rối mà. Kệ tôi. Thôi chú Nguyên con về. Về đi. Ủa tôi ngồi đây nãy giờ mà tụi nó nói như là không có tôi ở đây vậy trời. Rõ ràng hai đứa này nó đang có cái chuyện gì đó. Chuyện gì
Vấn đề là mình không biết cái chuyện gì xảy ra tụi nó thôi. Chuyện gì lộ lộ gì mà ba cũng biết hả? Tại vì ba không phải là một người nhiều chuyện đó con à. Trời ơi, tụi nó cứ suốt ngày á nói là tụi tôi chỉ là bạn thôi à, nhưng mà lúc nào cũng xà nẹo, cười giỡn với nhau. Ai nhìn mà chả thấy. Cuối cùng là tụi nó đang xảy ra chuyện gì? Tức thiệt chứ. Gắn ghét thì đã làm sao nữa? Mà sao mọi người ai cũng gắn ghét mình với Việt Thi ta? Biết ngay là kiểu gì nó cũng lên trên mạng tìm kiếm thông tin mà. May mà mình đã hack máy tính của nó rồi. Chương trình tư vấn tình yêu bắt đầu. Bạn nghĩ rằng mình đang thích một người và người đó cũng đang thích mình. Có 5 dấu hiệu nhận biết cơ bản như sau. Bạn và người đó hiểu nhau đến từng chân tơ kẻ tóc. Ông có thấy tôi hay không? Tôi nói là về nhà chơi là thoải mái hơn là chắc chắn rồi. Chứ ở quán chú Vượng á, lỡ mà gặp hai con lăng quăng kia khó chịu lắm. Với lại ông thấy chơi game, ông hay giải tỏa nó buồn không? Đúng là bà hiểu tôi nhất rồi. Trời ơi, tôi không mà bạn mà. Dấu hiệu thứ hai, phản ứng thái quá khi bị người khác ghép đôi. Tôi là Quân Đồn, không phải là gì đâu nha, chỉ là bạn thân thôi. Đúng. Bạn thân hả? Bạn thân mà bá vai kề cổ, tô son môi cho nhau nữa. Đúng là ngu mới tin. Ngồi xa nhau ra. Tụi con không có gì đâu chú, chứ đừng có hiểu lầm tụi con. Dấu hiệu quan trọng và cũng là dấu hiệu đỉnh điểm. Yêu nhau lắm thì mới cắn nhau đau. Hai bạn thường xuyên bắt nạt, và khi xa nhau thì lại càng nhớ nhau bồi hồi. Từ nãy đến giờ mình cũng nghĩ về con nhỏ đó. Không có lẽ mình lại thích nó. Chị Google ơi, em lỡ thích con nhỏ bạn thân, giờ phải làm sao hả chị? Nó kêu mình bằng chị luôn. Rồi để chị trả lời cho cưng nghe nha. Chị tư vấn nè, chị tư vấn tình yêu nha. Nè đó. Hãy tỏ tình. Gợi ý cho bạn 101 cách tỏ tình siêu ngầu. Tỏ tình nhá. Winner với Việt Thi có quen nhau được không ta? Chẳng rời xa cho con chúng ta.